Lịch sử Liên Xô phần 2. Sau khi Lenin qua đời, lịch sử Liên Xô đã bước sang một chương mới dưới thời Stalin. Trong lúc đó, châu Âu đang dần hồi phục sau cuộc thế chiến thế giới lần thứ nhất. Nước Mỹ thì đang vươn mình và dần khẳng định vị thế quốc tế. Còn tại nước Đức, một người có bộ ria mép đặc biệt vừa nắm lấy chính quyền. Đó là Hitler. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Thợ Chép Sử. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử Liên Xô, siêu cường thế giới và sự sụp đổ của họ vào cuối thế kỷ 20. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cho đến trước năm 1941, châu Âu luôn ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng với lò lửa chiến tranh ở Đức. Đức Quốc xã dù đã có hiệp ước không xâm phạm với cả Liên Xô và phe Anh Pháp, nhưng tất cả đều hiểu viễn cảnh chiến tranh đã ở ngay trước mắt. Năm 1941, quân Đức tấn công Liên Xô. Cuộc tấn công bất ngờ và phía Liên Xô đã không có sự chuẩn bị, ngay cả khi Stalin đã nhận được tin tình báo từ điệp viên huyền thoại Richard Sauger. Stalin trước đó cho rằng đây chỉ là tin giả để kích động Liên Xô tấn công Đức Quốc xã. Do đó, quân Liên Xô đã liên tiếp bị các mũi tấn công bên phía Đức bẻ gãy và chỉ 6 tháng sau khi tuyên chiến, vào tháng 12 năm 1941, quân đội Đức đã tiến gần tới Moscow. Mong muốn của quân Đức Quốc xã là nhanh chóng chiếm được Moscow và ép Liên Xô phải đầu hàng trước khi mùa đông nước Nga ập tới. Nhưng sự kiên cường của quân và dân Liên Xô đã khiến kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Hitler bị phá sản. Liên Xô sốc lại lực lượng, nhanh chóng dịch chuyển các cơ sở vật chất quan trọng về hướng đông, điều động các binh đoàn từ Siberia đến ứng cứu và tiến hành phản công. Đức Quốc xã xa lầy trong mùa đông nước Nga, không khác cái cách mà Napoleon đã gặp phải hơn 100 năm trước. Bị hỏng quân Liên Xô đánh bật khỏi Moscow, Đức Quốc xã đã quyết định tấn công Stalingrad, nơi cung cấp nguồn lương thực và dầu để phục vụ cho chiến tranh của Liên Xô. Trận đánh đẫm máu nhất lịch sử nhân loại nổ ra vào tháng 8 năm 1942 và kéo dài trong vòng 5 tháng. Tới tháng 2 năm 1943, hồng quân Liên Xô chính thức giành thắng lợi. Quân Đức đã suy kiệt nghiêm trọng và bị đẩy lùi hoàn toàn. Tình thế của cuộc chiến dần xoay chuyển. Tình hình của quân Đức ngày càng bi đát. Họ thậm chí phải gọi thêm người ở độ tuổi 50 vào quân đội để tăng cường số lượng. Trong khi đó, phía hồng quân sức mạnh không ngừng được tăng cường. Ưu thế trên chiến trường đã ngả về phía Liên Xô và trong năm 1944, họ đã giải phóng Đông Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức. Tháng 4 năm 1945, hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, Hitler tự sát, quân Đức chính thức đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô nằm trong phe thắng trận cùng với Anh, Pháp và Mỹ. Tuy vậy, cái giá phải trả là vô cùng khủng khiếp với hơn 6 triệu quân và 16 triệu dân thường đã hy sinh. Sau khi hòa bình lập lại, Liên Hợp Quốc đã được thành lập với Liên Xô giữ một trong năm ghế thường trực, còn nước Đức đã bị chia làm hai, Tây Đức và Đông Đức. Chiến tranh lạnh, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với phần thắng về phe đồng minh. Tuy nhiên, thực chất mối quan hệ giữa các nước tư bản mà đứng đầu là Mỹ với phe Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo chưa bao giờ là tốt đẹp. Cả hai phe chỉ trở thành đồng minh nhằm đối phó với chủ nghĩa phát xít. Và ngay sau khi giành thắng lợi, một cuộc chiến tranh khác đã nổ ra. Nhưng lần này, có một điểm khác biệt, đó là họ không trực tiếp giao chiến với nhau trên chiến trường. Do đó, nó được gọi là chiến tranh lạnh. Người Mỹ luôn lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. Ngay sau chiến tranh, họ đã cung cấp một gói cứu trợ trị giá 17 tỷ đô la nhằm tái thiết lại khu vực Tây Âu. Để đáp trả, Liên Xô cũng thành lập một hội đồng tương tự, tương trợ kinh tế, gọi tắt là SEV, với sự tham gia của các nước khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Mâu thuẫn tiếp tục leo thang vào năm 1949, khi Mỹ và đồng minh thành lập khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, còn Liên Xô là Liên minh quân sự Warsawa. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô diễn ra ở mọi mặt, từ công nghệ, khoa học cho đến chính trị, quân sự và cả hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, vì cùng sở hữu vũ khí hạt nhân có sức công phá vô cùng khủng khiếp, nên cả hai luôn tránh đối đầu trực tiếp với nhau. Thay vào đó là các cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên khắp thế giới. Họ cung cấp vũ khí, trang thiết bị và giúp đỡ các đồng minh của mình chống lại đồng minh của phía bên kia. Năm 1949, nội chiến tại Trung Quốc kết thúc với phần thắng thuộc về phe Cộng sản. Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ đó, khối Cộng sản có sự kết nối từ Âu sang Á. Này đã có thêm Trung Quốc làm cho mối tương quan lực lượng giữa hai bên vô cùng khó lường. Trung Quốc sau khi được thành lập đã tài trợ cho Triều Tiên tiến công để thống nhất bán đảo. Họ đã gần như thành công khi ép lực lượng Hàn Quốc đến đường cùng. Mỹ lúc này đã không thể ngồi yên. Gần như ngay lập tức, một lực lượng khẩn cấp do Liên Hợp Quốc mà Mỹ đứng đầu đã được thành lập nhằm can thiệp vào cuộc chiến Triều Tiên. Cuộc phản công lớn đã đẩy lùi quân đội Triều Tiên, ép họ tới sát biên giới Trung Quốc. Điều này buộc Trung Quốc phải tham chiến,
họ đã đưa hơn 1 triệu quân tiến vào lãnh thổ Triều Tiên. Cuộc chiến kéo dài tới năm 1953 thì một hiệp định ngừng bắn mới được ký kết, chia biên giới Triều Tiên thành hai miền ở vĩ tuyến 38. Nhưng trên lý thuyết, cho đến tận ngày nay, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh khi chưa có một hiệp định cụ thể nào được ký kết chính thức. Liên Xô vì không muốn leo thang căng thẳng với Mỹ hơn nữa nên luôn tìm cách thương thảo nhưng không đạt được nhiều kết quả tốt. Cũng trong năm 1953, Stalin qua đời và Nikita Khrushchev lên thay chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngay sau cuộc chiến Triều Tiên, một cuộc chiến khác còn phức tạp hơn, đó là cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ bên ngoài, ta có thể thấy những điểm tương đồng với cuộc chiến Triều Tiên, nhưng có một ẩn số đối với các cường quốc khiến cuộc chiến rẽ theo một hướng khác. Thay vì là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai khối cộng sản và tư bản, cuộc chiến tranh tại Việt Nam có sự tự chủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù nhận viện trợ của Liên Xô, nhưng nhà nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập lại có chủ trương, mục đích và cách thực hiện hoàn toàn chủ động, không bị phụ thuộc như hai miền Triều Tiên vào sự trợ giúp của nước ngoài. Cuối cùng, vào năm 1975, ngày 30 tháng 4 huyền thoại, cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, cuộc khủng hoảng hạt nhân Cuba là thời điểm hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đến gần với miệng hố chiến tranh nhất. Nước Mỹ vốn luôn xem châu Mỹ Latin là sân sau của mình, cảm thấy bị đe dọa sau khi chính quyền cộng sản của Fidel Castro được thành lập ở Cuba. Mỹ liền tài trợ cho các nhóm người Cuba chống cộng sản quay trở lại trong nước nhằm lật đổ Fidel Castro. Hàng loạt vụ ám sát đã được CIA thực hiện nhưng tất cả đều bất thành. Trong khi đó, vào tháng 4 năm 1962, Hoa Kỳ đã đặt các tên lửa đạn đạo tầm trung BGM-19 Jupiter trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, đặt Liên Xô vào tầm ngắm. Để đáp trả cũng như bảo vệ cho Cuba, Khrushchev và Castro đồng ý đặt các tên lửa hạt nhân chiến lược bí mật trên lãnh thổ Cuba. Ngày 11 tháng 9, Liên Xô công khai đưa ra cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Cuba hay vào bất cứ tàu Xô Viết nào mang hàng tiếp tế đến hòn đảo này sẽ đồng nghĩa với chiến tranh. Sau khi phát hiện ra toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ đặt trong tầm ngắm tên lửa Liên Xô từ Cuba, căng thẳng bắt đầu dâng cao. Tất cả đều lo ngại về một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra trong tương lai gần, và đó sẽ là thế chiến lần thứ 3. Nó có thể gây ra sự hủy diệt đối với toàn thế giới. May mắn thay, Hoa Kỳ và Liên Xô đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn Liên Xô cũng sẽ rút khỏi Cuba. Một đường dây nóng được đặt để hai bên có thể trao đổi hạ nhiệt căng thẳng. Sau cuộc khủng hoảng này và điểm nóng quân sự tại Việt Nam, hai bên vẫn cạnh tranh ngầm với nhau nhưng luôn tránh đụng độ trực tiếp vì sợ căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Các cuộc căng thẳng chính trị và cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ đã khiến cho Liên bang Xô Viết gặp những bước lùi về kinh tế trong thời kỳ Brezhnev nắm quyền lực năm 1964 đến năm 1982. Nền nông nghiệp Liên Xô dần không thể đáp ứng cho dân số tăng lên, khiến Liên Xô buộc phải nhập khẩu ngũ cốc với giá vô cùng cao. Điều này đã gây hậu quả dây chuyền, ảnh hưởng đến sự phát triển hiện đại hóa công nghiệp. Theo vào đó, do khan hiếm lương thực và hàng hóa dịch vụ, một thị trường chợ đen được tạo ra nhằm cung cấp cho những thiếu hụt đó, khiến cho tham nhũng tăng cao. Những người lãnh đạo Liên Xô có vẻ như đang không tìm được lối đi cho riêng mình. Trên thị trường quốc tế, chiến tranh lạnh vẫn còn đó, các cuộc chạy đua vũ trang không ngừng gây hao tổn. Việc đem quân tấn công Afghanistan càng khiến cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Như để gia tăng thêm những khó khăn, mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng trở nên trầm trọng và vô cùng căng thẳng. Trung Quốc còn bắt tay với Mỹ, điều này như một cái đâm từ phía sau đối với Liên Xô. Năm 1985, Mikhail Gorbachev trở thành Tổng Bí thư của Đảng Liên Xô và đưa ra nhiều chính sách mới, trong đó nổi bật là Glasnost, mở rộng chính trị, Perestroika, cơ cấu lại kinh tế, và Ustkorena, tăng tốc phát triển kinh tế. Granos cho phép tự do ngôn luận và báo chí phát triển. Các yếu tố dân chủ như bầu cử đa đảng được đưa vào quá trình chính trị Liên Xô. Từ đó xuất hiện một cương vị mới chưa từng có trong lịch sử: Tổng thống Liên bang Xô Viết. Và tất nhiên, người đó chính là Gorbachev. Những cải cách của Gorbachev chưa đem lại bất kỳ tiến bộ mới nào. Đã vậy, những hậu quả của nó dần xuất hiện ngày một nhiều hơn. Đảng Cộng sản mất quyền kiểm soát với truyền thông, báo chí. Họ đưa ra những sai lầm của chính phủ từ thời Stalin, sự thất bại tại Afghanistan, vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl. Những mặt tiêu cực của xã hội bị báo chí phanh phủi cùng tình trạng kinh tế tiếp tục đi xuống. Khi giá dầu thế giới lao dốc xuống dưới 10 đô la Mỹ một thùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống dưới âm 11%, dẫn đến sự việc tại Liên Xô đã khó, nay càng khó hơn. Uy tín của chính phủ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đối nội thất bại, đối ngoại cũng thất bại.
các nước trong khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và các nước thuộc Liên bang Xô Viết lần lượt tan rã, rồi ngả sang hướng Tư Bản. Đến năm 1991, tình hình Liên Xô gần như không thể cứu vãn. Hai con người nổi bật nhất lúc này tại Liên Xô ngoài Gorbachev là Boris Yeltsin. Và cả hai người này đều hoàn toàn không có khả năng để lãnh đạo một đất nước rộng lớn đang khủng hoảng tồi tệ như Liên Xô. Tháng 8 năm 1991, nhằm tìm cách loại bỏ Gorbachev, một nhóm các sĩ quan tướng lĩnh bao gồm phó tổng thống của Gorbachev là Gennady Yanayev, thủ tướng Valentin Pavlov, bộ trưởng bộ quốc phòng Dmitry Yayov, giám đốc KGB Vladimir Kriukov tiến hành đảo chính nhưng đã thất bại. Những người tổ chức bị bắt giam và Gorbachev quay trở lại làm tổng thống Liên bang Xô Viết nhưng đã không còn thực quyền. Yeltsin đã nắm giữ quyền lực trong tay. Đến tháng 11 năm 1991, Yeltsin ra một nghị định cấm Đảng Cộng sản Liên Xô trên toàn bộ Cộng hòa Nga. Vì thế, nhiều đảng viên Cộng sản cũ từ bỏ Đảng Cộng sản để đổi lấy các vị trí trong cơ cấu chính phủ mới. Tiếp đó, đến tháng 12, Yeltsin quyết định giải tán Liên Xô theo Hiệp ước Liên bang năm 1922, loại bỏ Gorbachev cùng chính phủ Xô Viết khỏi quyền lực. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev từ chức Tổng thống Liên Xô. Tới ngày 31 tháng 12 năm 1991, tất cả các định chế chính thức của Liên Xô đã dừng hoạt động. Liên bang Xô Viết chính thức tan rã từ đây. Sau khi Liên Xô sụp đổ, trên lãnh thổ cũ, các quốc gia Cộng hòa độc lập lần lượt ra đời. Boris Yeltsin trở thành tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga. Tuy nhiên, thời kỳ lãnh đạo của Yeltsin sau sự tan rã của Liên Xô thực sự là một thảm họa. Và có lẽ điểm sáng duy nhất mà ông làm được đối với nước Nga là chỉ định người kế nhiệm của ông, Vladimir Putin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký và bật chuông thông báo để có thể xem những nội dung tiếp theo trên kênh Thợ Chép Sử nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!